Theo kế hoạch, thị trấn Ngọc Lặc tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2021 cho đàn gia súc gia cầm vật nuôi từ 26 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2021. Theo chỉ tiêu được giao, đợt này thị trấn Ngọc Lặc có tiêm là 55.575 con gia cầm, đàn trâu, bò là 881 con, đàn lợn là 1.963 con và đàn chó là 1.628 con thuộc diện tiêm. Ngay sau khi được nhận kế hoạch về chỉ tiêu giao, thị trấn đã chỉ đạo các khu phố giả soát lại đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi, chỉ đạo đài truyền thanh thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi hiểu rõ để chủ động và hợp tác trong công tác tiêm phòng. Trong quá trình tiêm, kịp thời đưa tin những đơn vị làm tốt, những đơn vị thực hiện có kết quả thấp để nhân dân nắm bắt đối với các khu phố tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và lập danh sách thống kê tổng đàn gia súc gia cầm của khu phố mình một cách đầy đủ chính xác căn cứ kế hoạch của ủy ban dân thị trấn và lịch tiêm phòng cụ thể thông báo trước cho các hộ chăn nuôi bắt nhốt gia súc gia cầm bố trí người bắt giữ gia súc gia cầm thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng đàn gia súc gia cầm các thành viên ban chỉ đạo được phân công chỉ đạo các khu phố phải thường xuyên bám sát đơn vị mình phụ trách tuyên truyền vận động giám sát việc tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm Đến thời điểm này, mùng 8 tháng 9 năm 2011, thị trấn Ngọc Lặc đã tiêm được 1.440 liều vaccine phòng dại cho đàn chó, 600 liều vaccine tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, 2.000 liều cho đàn gia cầm. Do địa bàn thị trấn rộng nên ban chỉ đạo đã mượn thêm 5 thú y chia làm 6 đoàn tiêm, chia theo các khu phố theo hình thức tiêm cuốn chiếu, sau đó tiêm vét lại một lần nữa để đảm bảo không bỏ sót. Xây dựng lịch tiêm và gửi thông báo đến từng khu phố để nhân dân nắm được và hợp tác với tổ đi tiêm. Khi đã có kế hoạch mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã thông báo với bà con thì đoàn vẫn tiếp tục tiến hành tiêm để nhân dân không phải chờ. Thị trấn Ngọc Lặc phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu tiêm phòng đợt 2 năm 2021 cho đàn gia súc gia cầm vật nuôi.